kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin quân sự mới nhất. Nếu đối đầu, tàu sân bay của Trung Quốc sẽ không có cửa thắng Mỹ. Trong tình huống giả sử các tàu sân bay của Mỹ và Trung Quốc đối đầu, hải quân Mỹ sẽ giành chiến thắng. Đây là nhận định của Konstantin Shipkov, thành viên Viện Hàn lâm khoa học tên lửa và pháo binh của nga vai trò quyết định đến kết quả một trận hải chiến hiện đại không nằm ở sức mạnh và số lượng vũ khí tấn công, mà phụ thuộc vào khả năng hệ thống trinh sát trên đại dương. Chuyên gia Konstantin Sivkov viết trên ấn phẩm tạp chí công nghiệp quốc phòng Nga. Vượt trội hơn đối thủ về mặt này, Hải quân Mỹ có thể săn bằng đáng kể sự vượt trội của Trung Quốc về mặt tên lửa chống hạm siêu thanh. Trong khi Mỹ có hạm đội tàu sân bay lớn nhất thế giới, Trung Quốc mới chỉ có một tàu đã đóng, một tàu khác sắp hoàn thành để có thể đặt mục tiêu được 5-6 chiếc nhằm khẳng định sức mạnh của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Chuyên gia tên lửa và pháo binh Nga giả định vì Trung Quốc thiếu sự trợ giúp từ các căn cứ nước ngoài nên trận chiến có thể diễn ra gần các căn cứ trong phạm vi 500 đến 1.500 km so với bờ biển Trung Quốc. Nếu người Mỹ cố áp đặt một trận chiến ở giữa biển khơi, phía Trung Quốc sẽ tránh nhưng khi không thể tránh, họ sẽ cố né mục tiêu hỏa lực. Qua so sánh, tàu sân bay Trung Quốc có kích thước bằng một nửa so với các tàu sân bay của Mỹ. Hoạt động của nó sẽ phụ thuộc vào tàu ngầm, máy bay tuần tra H-6K và giám sát vệ tinh để xác định vị trí của tàu sân bay Mỹ. Ngược lại, các tàu sân bay của Mỹ trang bị máy bay cảnh báo trên không E-2 Hawkeye, máy bay tác chiến điện tử EA-18 cũng như các máy bay chỉ huy cảnh báo sớm AWACS ông Konstantin Sivkov tin rằng hệ thống phòng thủ của nhóm tàu sân bay Mỹ sẽ vô hiệu hóa các tàu ngầm và máy bay tuần tra của Trung Quốc, khiến họ không thể xác định được vị trí của đối phương. Ngay khi máy bay và tàu ngầm Mỹ phát hiện được vị trí của đối thủ, tàu ngầm Mỹ lập tức thu hút hạm đội Trung Quốc bằng tên lửa chống hạm. Ở giai đoạn này, các bên sẽ phải chịu một số tổn thất nhất định đến giai đoạn mấu chốt, chuyên gia Sif ước tính rằng tàu sân bay Trung Quốc chỉ có thể tấn công với khoảng 5 đến 6 máy bay. Những chiếc tiêm kích này sẽ phóng tên lửa chống hạm, có thể vô hiệu hóa hoặc đánh chìm một vài tàu khu trục của Mỹ hộ tống nhóm tàu sân bay. Nhưng tàu sân bay Mỹ có thể tập hợp lực lượng tấn công gồm 30 máy bay, tiêu diệt một số tàu hộ tống của Trung Quốc. Để tiêu diệt tàu sân bay Trung Quốc, phía Mỹ sẽ phải tác động cuộc tấn công thứ hai. Trong khi đó, 4 hoặc 5 tàu khu trục Trung Quốc, mỗi tàu mang 16 tên lửa YG-18 hướng về phía tàu sân bay Mỹ. Mô hình hóa tình huống ở giai đoạn này cho thấy, bằng cuộc tổng tấn công từ 30 đến 40 tên lửa chống hạm YG-18, Trung Quốc sẽ khiến tàu sân bay Mỹ ngừng hoạt động với xác suất từ 20 đến 30%. Tuy nhiên, Mỹ sẽ sử dụng sự hỗ trợ triệt đề của các tàu hộ tống và máy bay để tiêu diệt mối đe dọa từ tàu Trung Quốc. Hiệu quả của cuộc tấn công thứ hai, khoảng 24 máy bay trên tàu sân bay, làm tê liệt từ 40 đến 50 tàu sân bay Trung Quốc. Về kết quả, ông Sivkov cho rằng lực lượng Trung Quốc sẽ rút lui, trong khi Mỹ sẽ đuổi theo và thực hiện cuộc công kích cuối cùng. Tổng kết lại, tàu sân bay Trung Quốc sẽ bị hư hỏng nặng, thậm chí bị đánh chìm cùng với 4 đến 5 tàu bảo vệ, 1 đến 2 tàu ngầm và hơn một nửa số máy bay trên tàu sân bay. Về phía Mỹ, họ sẽ mất 2 đến 3 tàu chiến, 17 đến 20% số máy bay trên tàu sân bay. Tàu sân bay Mỹ sẽ chịu ít thiệt hại hoặc không bị gì cả, còn tàu sân bay của Trung Quốc sẽ mất cả khả năng tiếp tục chiến đấu. Kịch bản nói trên đặt trong tình huống tàu ngầm và máy bay trên đất liền của Trung Quốc sẽ bị vô hiệu hóa, nhưng thực tế đây là điều còn khó khăn. Điều thú vị nữa là nhà phân tích người Nga giả định rằng trận chiến giữa tàu sân bay thế kỷ 21 giống mô típ trận chiến từng diễn ra ở Thái Bình Dương thời Thế chiến thứ hai với máy bay mặt đất và tàu ngầm ở vòng ngoài. Tuy nhiên, trong tương lai, các vũ khí hiện đại như tên lửa tầm xa, máy bay ném bom trang bị tên lửa siêu thanh, tàu ngầm cực êm và vệ tinh trinh sát có thể thay đổi toàn bộ cục diện trận chiến. Cho nên, dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán theo sức mạnh và sức chiến đấu trên lý thuyết, thực tế còn ở rất xa với cuộc chiến thời hiện đại với tên lửa siêu thanh thì mọi điều đều có thể xảy ra và điều quan trọng là có thể xác định vị trí chính xác để tên lửa siêu thanh tấn công tầm xa hay không và đối thủ có để các thiết bị giám sát định vị tàu sân bay hay không Nói về điều này thì theo nhiều chuyên gia cho rằng hiện tại Trung Quốc chưa có đủ phương tiện và trình độ để định vị chính xác tàu sân bay Mỹ ở các đại dương, do vậy nếu xảy ra đụng độ trên đại dương xa bờ thì khả năng cao tàu sân bay Trung Quốc sẽ thất bại nặng nề khi không có được sự giúp đỡ từ tên lửa siêu thanh tầm xa và máy bay ở đất liền. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.